Xin chào các bạn, chúng ta đang đến với những hình ảnh từ buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2021. Buổi tập cuối cùng tại Bà Rịa Vũng Tàu trước khi đội tuyển di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị hành lý lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020 vào ngày mai. Chúng ta đều đã biết là vào tối muộn ngày hôm qua thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup và những cầu thủ bị loại là thủ môn Phạm Văn Cường, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Phạm Tuấn Hải và Hồ Thanh Minh. Và một trong những cái tên được giữ lại cũng rất đặc biệt đó là Trần Văn Đạt, một người mà được đánh giá là có khả năng bao sân rất là tốt, đặc biệt là quãng di chuyển mỗi trận của Trần Văn Đạt rất là đáng kể. Đây là những gương mặt rất là quen thuộc của đội tuyển Việt Nam mà hẳn là tất cả chúng ta đều dễ dàng nhận ra: Đức Chinh, Tấn Tài. Và đến bây giờ thì những ánh mắt vẫn đang dành cho Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng đang tập bên cạnh Đức Huy, và cùng với Đức Huy thì còn có Khánh Thịnh nữa. Cho đến lúc này thì theo đánh giá của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, Hùng Dũng đang thích nghi rất là kịp thời với những bài tập, thậm chí là những bài tập nặng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên bây giờ bài toán dành cho Park Hang-seo chính là khi nào thì sử dụng Hùng Dũng đây, và kết hợp Hùng Dũng với ai, và ai sẽ phải nhường vị trí cho Hùng Dũng. Thì tất cả những điều đấy đang là những dấu hỏi trong đầu của Park Hang-seo, và Park Hang-seo đương nhiên là đang cùng với ban huấn luyện tìm ra lời giải. Đây là lần tập trung cho AFF Cup mà chúng ta có 5 thủ môn. Tuy nhiên là thủ thành Phạm Văn Cường thì đã chia tay rồi, nên bây giờ còn 4 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn. Khá đặc biệt khi mà Quan Văn Chuẩn vẫn đang được giữ lại. Nó cho thấy rằng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang tính đường dài cho cả đội tuyển U23 Việt Nam trong một năm 2022 rất là bận rộn nữa. Đây là những bài tập rất là có tác dụng đối với các thủ môn. Ở Vũng Tàu ngày hôm nay thì buổi sáng có mưa và đội bóng của chúng ta đã chấp nhận đội mưa để tập luyện. Hình ảnh rất là xúc động và cũng cho thấy sự tập trung rất là lớn lao của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho chiến dịch AFF Cup 2020 này. Đội tuyển cũng chỉ còn mỗi buổi tập ngày hôm nay tại Việt Nam thôi, mai lên đường sang Singapore rồi. Ở đó thì cũng có một sân tập có mặt cỏ khá là đẹp và nó cũng tương thích với điều kiện tập luyện tốt tại Bà Rịa Vũng Tàu. Không biết trên sân của anh chàng nào nửa trên là Văn Thanh còn nửa dưới là Roberto Carlos đây. Văn Thanh phải nói là có cặp đùi rất là đáng hâm mộ. Duy Mạnh cũng sẽ là một trong những gương mặt đáng quan tâm ở hệ thống phòng ngự của chúng ta. Các bạn thân mến, những câu chuyện từ đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay xin được kết thúc và chúc cho đội bóng của chúng ta sẽ chân cứng đá mềm, có sự chuẩn bị tốt nhất để lên đường sang Singapore và làm thỏa mãn người hâm mộ với thêm một chức vô địch Đông Nam Á nữa. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.